Hi, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem tết bun phót ăn với Batman nha. Đừng có trách là tại sao mình cho ăn, vì cái bé này chẳng hiểu tại sao mình cho ăn no mập mạp dữ lắm, tự nhiên muốn chết là chết rồi đấy, chết mà còn mở mắt luôn. Nước thay sạch sẽ vẫn chết nha các bạn, hên xui thì sao phải chịu thôi. Giờ để tận dụng thì mình đành phải làm mồi cho bé bun thôi, chứ không phải là mình muốn giết nó nghe. Ê, buồn ăn con buồn không, không ăn cho con khác ăn nè. Ok, không ăn cho cái bé khác ăn nha, ăn không? Dạ ăn không? Chịu nha. Suy nghĩ lại không? Chắc nó còn no các bạn. Nhớ đó, không cho ăn nữa. Ok, giờ thì đành cho bé khác ăn thôi. Sao ban thì khỏi nói rồi. Salvador, ăn không con? À, thôi mình cho Ali ăn trước đi. Sao ba nó mập lắm rồi. Ui, sót nhiều thú quá, các bạn thông cảm nha. Đấy, mình sẽ cho Ali. Ali ăn ớt Batman nha các bạn. Cái này chắc là bị sinh bụng quá. Ta xuống nước bị nổi nè. Ăn không con? Mang cho đứa khác ăn à? Ôi sao có con ếch mà đi vòng vòng không ai ăn gì? Ta lại tiếp tục đi thôi. Kiếm cho ăn cũng khó nè, có sa ban là cái gì cũng ăn. Nhà đây con trai Salvador. Dẫu sao cũng là một cái chết có ý nghĩa nha các bạn, đừng quá đau buồn, chỉ là tận dụng mồi thôi. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Các bạn xem clip nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Pet Shop luôn nha. Các bạn thích chơi pet gì cứ liên hệ với shop, shop có đầy đủ tất cả các pet các bạn cần. Bye bye, xin chào.